2. À, các bạn thấy ở đây là Đại Lâm đang đứng trước sân quân khu 7 nha các bạn. Đây là đội Sài Gòn FC của thành phố, hiện tại bây giờ đã tập sân quân 7 là sân nhà nha các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Đại Lâm Bua Dò, bình luận viên tàu lao chào biết đâu. Luôn chúc cho sức khỏe là các bạn luôn an lành, may mắn cùng khám nha. Ở đội Quốc An Quốc Chê của chúng tôi hôm nay đã gặp đội Sài Gòn FC tăng cường hai hậu thủ ghê, có gần 3-4 người là không phải vừa các bạn. Đây là Tân Chay, một trong tiền đạo của đội nghệ sĩ, tại bây giờ đang cường đội Quốc An đang đá với Sài Gòn FC với các bạn ơi. Tân Chay có đồ lời về trận đấu hôm nay coi. Đừng subscribe, đừng like gì nữa hết. Nhớ, đừng subscribe, đừng like luôn nha. Quá ghê. Thấy qua luôn, là lướt qua luôn đường tôi. Anh ấy chơi đầu quá ghê và quá ghê. Đây là hậu thủ Tân Chay đang tăng cường Quốc An với Chay. Còn đặc biệt có Lê Nam, đây là tiền vệ Mandy đi. Đừng like, bình luận bậy nữa thiệt. Lê Nam Man đi đi. Các bạn biết đây là số 68 quyền thoại của Quốc An Quốc Trên. Đây là ông bầu Quốc An Quốc Trên đi các bạn. Bữa nay ông bầu chúng tôi cho quân chúng tôi giao hữu với Sài Gòn FC đang với sân luyện tập luôn các bạn. Quá ghê các bạn. Hôm nay ghê bạn. Còn đây là code bảo chúng nha. Các bạn nào có xem SBN là Tôn Đức Thắng quận 9 vậy đó. Đây là bỏ chúng nha. Quay lại từ đầu nữa hả? Hồi nãy nó bị đứng hình. Còn đây là Lê Quang Hùng. Hùng thuốc quá. Đội trưởng Cao Tàn hùng thuốc quá. Sửa cho Trân Châu, sửa chùa Hạ Long, Nguyễn Sơn. Các bạn nào có thích thì hãy đến ủng hộ Lê Quang Hùng nha. Đây Lê Nam cầu thủ ghê gớm các bạn. Còn đây là đồng hồ rất đẹp trai, vừa tăng cường mùa này cho Quốc An Quốc Trên mà. Còn đây là Tiến Lùn, quá lùn mà đặc biệt quá nguy hiểm tại giải Long Thành quá cảnh của Đồng Nai các bạn ơi. Các bạn nào Long Thành Đồng Nai thì hãy nhìn Tiến Lùn nha. Tiền vệ trung tâm rất ghê và rất đáng sợ của quá cảnh. Anh ta đoạt chiếc vô địch luôn mấy ghê các bạn. Chưa đâu, còn rất nhiều ghê gớm lắm. Ghê lắm mà. Long lắc. Lông lắc ngon là lộn quá kêu, giữ lắc ghê quá kêu, lông lắc các bạn ơi. Còn đây là người đặc biệt của Quốc An Quốc Trên, người ngoại quốc Bora Hiravi. Anh ta đến từ Đơn Dương Lâm Đồng. Bora Hiravi. Ở khuôn mặt này các bạn rất quen thuộc nè. Quan Phở. Gọi là Quan Nát luôn ha. Anh ơi em đây biên hòa Đồng Nai các bạn ơi, các bạn em từ 40 cây số đây là hai thằng em trẻ tăng cường mùa này của Quốc An Quốc Trên các bạn. Em tên gì đó thằng cu? Cái gì nói khang kia Huy, Khang Huy, Huy Khang, ok. Còn đây là nhiếp ảnh gia của đội Quốc An Quốc Trên các bạn, thành hậu thủ môn rất dễ thương. Đi chặt luôn hả? Còn đây là Minh Lương nha, một trong những tiền vệ của đội quá cảnh cùng với Tiến Lùn mà lấy giải tại Long Thành Đồng Nai các bạn. Quá ghê, quá cảnh tăng cường quá ghê của đội Quốc An Quốc Trên không. Còn đây là Canavano Hậu, đội trưởng Capitan Sài Gòn League chúng tôi nha các bạn. Quá ghê. Anh Be, một trong những hậu vệ biên và trung vệ hòa nhỏ của chúng tôi. Tôi nói gì đó kệ ta. Hòa điên. Còn bên đây là các bạn biết nhìn kỹ ai không? Dũng Phổi, còn gọi là một trong những chuyên gia anh Dũng ngoài đời nè. Chuyên gia các bạn gái nào chị già già thì báo cáo anh Dũng nha. Đây, còn đây là quý vị phó hiện tại bây giờ ghê gớm, Trịnh Tạo, đẹp trai, còn gọi là Châu Nhật Phát của Quốc An Quốc Trên các bạn. Quá ghê. Okay. Các bạn thấy thủ môn đang rất điển trai không? Thủ 90 luôn các bạn ơi, rất điển trai. Giống chuyên nghiệp quá. Mà chuyên nghiệp thiệt các bạn ơi. Còn đây là Quốc Anh. Một trong những tâm anh gọi là gấu. Một trong những thủ môn sang Thái Lan đầu tiên của Việt Nam mình Phú Sanh các bạn. Và đặc biệt hôm nay có một cái cô bạn gái nữ của anh ông ấy ghê quá các bạn ơi. Đây là cao thủ gần như lớn tuổi nhất của đội thôi các bạn. Hậu vệ biên
Nguyễn Nam 115 mà nó tới chơi 3 phút rồi. Còn đây có cậu bạn gái rất dễ thương của Nguyễn Nam. Đấy, trời ơi màu áo đẹp chứ cái ghế quá. Lấy gần gần anh, lấy gần gần mới được quen. Còn đây là người đặc biệt nhất đội hiện tại bây giờ còn sót lại nè. Ronaldo Béo. Quang Hải số 19. Ronaldo. Ronaldo đó, trời Ronaldo mắc cỡ quá các bạn theo rồi. Ronaldo. Ronaldo đang trốn rồi các bạn ơi. Tôi trốn. Ronaldo trốn tôi luôn các bạn ơi. Đây, ghê gớm Ronaldo béo tăng cường Brazil mới về luôn các bạn ơi. Quá ghê. Anh ấy đã vị trí cấm luôn, tiền đạo cấm nha. Hậu vệ. Hậu vệ hả? Vệ cho đội bạn. Đấy, ở đây là hậu vệ cho đội bạn luôn các bạn ơi. Đây nhìn kỹ các bạn ơi, Ronaldo béo rất dễ thương mà hình như bữa nay béo béo hơn rồi trước bạn ơi. Mấy ký anh? 73. Ha. Bữa nay lên 73. Ba rồi. Trời ơi, chết tôi. Bữa nay giao lưu với giao lưu với đội bạn là xin lỗi các bạn, giao lưu với đội này chứ không phải là đội FC Sài Gòn nha. Hồi nãy tính giao lưu FC Sài Gòn mà nó không cho. Đây. Em cử đây mà các anh em đội quận 8 của chúng tôi thập cẩm từ lưa hộp dưa nè. Đó, đây là kèm ở đó, em nói rồi đó. Đội tôi đặc biệt có Long Ba Gác. Hậu vệ hậu Lan Ba Gốc, Long Ba Gác quá ghê. Trời ơi, đẩy lên đâu. Long à. Ê, đủ mấy người đồng đội của Đại Lâm. Lan Ba Gốc, Long Ba Gác. Quá ghê, quá ghê. Bữa nay giao lưu với các anh em quận 8 rồi các bạn ơi. Các bạn nào có về quận 8, alo bé Hoàng, rất điển trai, chưa có người yêu, vợ hai con thôi. Ok. Sao kỳ quá. Quay lại kìa, quay lại kìa. Cho anh em 48 thấy kìa. Chúng đấy, đội tôi giao lưu đội này là nhậu xong nhậu chết đi các bạn ơi. Ronaldo béo qua làm tuồng nha các bạn, làm kèo nha. Ronaldo béo đang làm kèo nha các bạn. Tài xỉu nha các bạn, làm kèo luôn nha. Ê, các bạn thấy số 75 mới tăng cường cho đội Quốc Ăn với Chen luôn các bạn. Rất ghê các bạn ơi. Còn luôn anh phải chứ. Giúp chưa? Còn. Ui. Vừa đâu đi đây. Đang giao kèo với trọng tài, bạn cái ta làm tài xỉu nha các bạn. Ghê gớm lắm, Ronaldo béo quá ghê, quá ghê. Đang giao kèo tài xỉu. Cái là được không? Không. Đại chốt mình đem đi, của tôi nói rồi đấy. Quá may mắn các bạn ơi, hôm nay tại sân quân khu 7 gặp lại thằng em trai ngày xưa Trung công an Hồ Chí Minh các bạn, Phùng Thanh Phương các bạn ơi. Các bạn nhớ Phùng Thanh Phương không? Ngày xưa gầy gầy teo teo rất khó chịu các bạn ơi. Bây giờ sắp sửa làm xui rồi các bạn ơi. Bây giờ là trợ lý của Sài Gòn FC các bạn. Đấy, lúc này cao mập béo ngày đó xưa nhiều các bạn ơi. Khóc hối á được không? Vậy hối rồi. Chuẩn bị hối á rồi nè. Còn chưa thế nào mà tóc anh bạc hết luôn nè. Tại anh, ôi giờ anh cắt ngắn quá lòi. Ôi, ôi trời ơi thằng em. Nó trợ lý ngôn ngữ của Quỳnh Đức trước đây Đà Nẵng luôn các bạn ơi, Linh các bạn. Quá ghê, quá ghê. Lâu quá mới gặp rồi. Đây là anh đây. Em Sài Gòn FC đây các bạn ơi. Rồi. Rồi, chúc sức khỏe nha Vân. Ok lên.
Còn đây là anh Quốc An các bạn. À, phó chủ tịch đội câu lạc bộ của anh cũng là cây đàn sinh viên của Mỹ Tâm luôn nha các bạn. Đây. 1973 rồi các bạn ơi, lụm cụm hết rồi. Còn đây người đặc biệt mang băng đồ chữ này mới ghê này các bạn ơi. Ghê quá. Ronaldo béo Hoàng Sơn mang băng đồ chữ luôn các bạn ơi, quá ghê. Các bạn thấy anh này là anh Di Cá, nhìn giống mới, nhìn giống cao thủ vận động viên Hàn Quốc mới qua các bạn. Em trốn rồi. Đâu đó anh ấy mà đâu sợ đâu. Quay đâu phát đâu. Em trốn đoàn em đi quay á. Anh đâu phát rồi sao? Sân U7 hiện tại bây giờ quá đẹp và quá đẹp các bạn ơi. Trời ơi, em đi mở băng kia.